Hello, xin chào tất cả anh chị em đến với chương trình nhịp đập thị trường của team Tech Profit của Linh Phan. Hôm nay là ngày 21 tháng 10 và chúng ta đã được chứng kiến một cái phiên bán rất khốc liệt, gần như là xóa bỏ toàn bộ những cái nỗ lực hồi phục của những cái nhịp hồi vừa rồi. Bán một cái phiên mà chúng ta thấy là gần về sát cái mốc hỗ trợ 1.000, cái đáy cũ 1.000. Vậy thì đây là một cái nhịp rũ để tạo đáy 2 đi lên hay là thị trường sẽ tiếp tục rơi vào xu hướng downtrend, thì chúng ta sẽ cùng trao đổi trong video này dưới cuối đây nhé. Ok, quay trở lại VN Index của chúng ta, thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái nến ngày hôm nay thì thực tế rằng chúng ta thấy rằng là hôm nay là một cái nến mà có volume rất là lớn. Chúng ta thấy là gấp đôi so với hai cái phiên liền trước, là những cái phiên mà có khoảng 5 cái nến doji này, vốn rất là thấp, nó thể hiện cái sự ngập ngừng giữa người mua và người bán. Nhưng cái phiên phiên ngày hôm nay chúng ta thấy là cái xu hướng nó đã rõ ràng hơn, đó là một xu hướng giảm bán kèm vol và giá đóng cửa gần thấp nhất phiên. Thì tín hiệu này là tiêu cực hay tích cực thì rõ ràng chúng ta thừa nhận với nhau đây là một tín hiệu tiêu cực, bởi vì chúng ta thấy rằng là những cái mã nằm sàn nó chiếm tỷ trọng tương đối nhiều. Nếu mà mình đếm đâu đấy không nhầm thì có khoảng 170 mã sàn trên cả HOSE và HNX. Và nếu như chúng ta nhìn vào đây, chúng ta thấy là cái thanh khoản nó lại tăng gấp đôi so với phiên ngày hôm qua, tức là bán mà lại có vol đóng cửa thấp nhất phiên, chứng tỏ là đà bán nó vẫn đang chiếm ưu thế. Và kết thúc phiên chúng ta thấy là rất nhiều mã thì nó vẫn dư sàn, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là xu hướng thì tương đối là tiêu cực. Và nếu mà nhìn một cái độ rộng thị trường thì có đến 80, xấp xỉ 88% các mã là giảm điểm, chỉ có 6% các mã là xanh điểm thôi. Nên là xác suất để mà giữ được những mã xanh trong giai đoạn này thì là rất là khó. Vậy thì chúng ta sẽ có những kịch bản như thế nào? Thì nếu như chúng ta nhìn vào đây, thì ở đây Linh có nốt cho anh chị em một cái phiên, đấy là phiên ngày 7 tháng 10, một cái phiên có cột vôn rất là lớn. Và hôm nay nó cũng tiếp tục là một cột vôn lớn ở vùng này, đúng không ạ? Cột vuông lớn ở vùng này, và đây chúng ta thấy rằng có một cái đáy ngay trên liền trước của index, đấy là cái đáy khoảng 10, trong khoảng 1.000 đi, 1.000 đã có lúc nó nhúng qua 1.000, đúng không ạ? Vậy thì nếu như để hình thành được cái đáy thứ hai với cái đà bán ngày hôm nay thì khả năng là sang thứ hai thì nó lại tiếp tục cái đà bán thôi. Thì mình có hai yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý nếu như tạo được đáy hai. Một là cái lực cầu hấp thụ phải tương đối tốt ở những cái phiên bán mạnh như hôm nay, và nếu mà quan sát trong phiên ngày hôm nay thì mình thấy là lực hấp thụ trong phiên ngày hôm nay là yếu, đúng không ạ? Thế thì quan sát nốt sang phiên ngày thứ hai thì là xem cái lực hấp thụ nó như thế nào, cái độ rộng thị trường nó có lớn hay không, tức là có nhiều mã đỏ, nhiều mã giảm sàn hay không, hay là chủ yếu là bán trụ, đúng không ạ? Còn đối với cái xu hướng này, kết phiên ngày hôm nay chúng ta thấy là xu hướng nó tương đối là nó tiêu cực đó, thì quan sát nốt là đầu phiên đầu thứ hai tuần sau, đúng không ạ? Là liệu là cái đà bán nó còn hay không, và nó có sự lan tỏa cái đà bán đấy hay không. Nếu như nó hấp thụ tốt thì mình còn có thể kỳ vọng được câu chuyện là thị trường tạo đáy hai và nó đi lên. Và cái điều kiện thứ hai đó là gì? Nó có thể test về loanh quanh cái mốc 1.000, có thể nó giảm sâu hơn cái mốc 1.000 sau đó nó kéo lên đó. Hoặc là cũng có thể là nó rơi về chưa đến 1.000 sau đó nó kéo lên. Thì quan trọng là cái xu hướng giảm thì nó thể hiện ở cái lực rơi của index nó có giữ được hay không. Đó, thì mình nghĩ rằng là nếu mà nó hấp thụ được tốt cái lực bán này, hay là nó không thủng hoặc là nó chớm thủng qua sau đó nó kéo rút chân lên tạo thành đáy hai, đà rơi đà bán dừng lại, thì lúc đấy chúng ta mới có thể kỳ vọng được là đáy hai. Còn kết phiên ngày hôm nay chúng ta thấy là đà bán vẫn đang chiếm ưu thế chủ đạo, và đó là một tín hiệu xấu. Và nếu như cái kịch bản tạo đáy ngắn hạn nó được hình thành thì Linh nghĩ rằng là chúng ta cứ đợi nó tạo đáy ngắn hạn thì chúng ta có thể chúng ta canh giải ngân thêm, đúng không? Canh giải ngân thêm, nếu mà tạo được đáy ngắn hạn là vun cạnh tạo đáy hai kéo giật lên thì mình nghĩ là sẽ ổn hơn. Còn nếu như mà chúng ta thấy là đà bán nó vẫn chiếm ưu thế và nó thủng qua cái ngưỡng 1.000 này rất là nhẹ nhàng, và vun vun bán vẫn chiếm ưu thế, và nó thấy là gần như là không có lực cầu đỡ, thì rất có thể là index nó sẽ rơi về cái vùng xa hơn đâu đấy là cái vùng khoảng độ tầm 950, 950 hoặc là sâu hơn nữa là có thể là 900. Đó, hoàn toàn là có thể với cái việc mà thị trường nó đang khá là tiêu cực như như hiện nay. Được chưa? Đó thì đó có hai kịch bản. Thì cái quan trọng là hôm nay ấy,
thì với cái đà bán như ngày hôm nay thì Linh nghĩ rằng là với nhiều mã nó đã gãy chen thì anh chị em chúng ta nên chủ động chúng ta hạ tỷ trọng, bởi vì đà bán nó chiếm ưu thế. Còn mình kỳ vọng, thực ra là cái phiên ngày hôm nay là mình kỳ vọng là nếu như nó có chỉnh tạo đáy hai ấy, thì là thường nó sẽ bán một số trụ thôi để đè chỉ số đấy, nhưng mà độ rộng thị trường thì nó không quá lớn và có thể là gì nó tạo ra cái việc là thanh khoản nó thấp và đè trụ, nhưng hôm nay chúng ta thấy là đè toàn thị trường và vốn bán là ra, thì đấy là một tín hiệu tiêu cực và chúng ta quan sát tiếp. Ở đây thì mình không đoán thị trường mà mình action theo nó thôi, và nếu như thực sự là nó không tạo được cái đáy hai ở đây thì cái việc mà chúng ta phải tiếp tục hạ tỷ trọng là cái việc mà chúng ta phải làm. Đúng không? Nếu như chúng ta đã bắt ở vùng này đúng không? Mà fail thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải cắt, bởi vì là gì, chúng ta chỉ tính trên cái góc độ là phần thưởng và cái rủi ro cùng lắm là chúng ta chịu được cái mức đáy cũ là 1.000, còn phần thưởng có thể cao hơn, đấy là những cái mốc khoảng 1.120, 1.180, xa hơn ở trên này. Thế thì bây giờ nếu như nó thiên về cái việc là cái rủi ro nó nhiều hơn đúng không, thì chúng ta sẽ phải stop, stop đoạn này phải stop rất là nhanh đúng không ạ, stop rất là nhanh. Và mình nghĩ rằng là cái việc hạ tỷ trọng khi mà cái kịch bản mà xác suất cao nó đã không không hiện thực, không hình thành được ấy, thì việc cắt là chuyện bình thường nhé, chúng ta hãy coi cái việc đấy là chuyện bình thường. Đó. Và chúng ta có thể đợi, một là nó đáy hai nó hình thành, hai là nếu mà nó thủng tiếp 1.000 thì có thể nó rơi về vùng này và chúng ta sẽ tìm lại cái điểm cân bằng và vào lại sau. Còn trong giai đoạn này thì mình vẫn xác định là đây là một cái nhịp mà có thể, nếu mà có, là một nhịp hồi thôi, chứ thị trường nó vẫn sẽ chưa thể nào ổn định được, với cái việc chúng ta nhìn cái mặt bằng lãi suất, tỷ giá và những cái yếu tố về vĩ mô. Và mình cũng warning về một cái nhịp suy thoái đâu đấy có thể nó sẽ là rơi vào nửa đầu năm 2023, nhưng tất nhiên là còn một cái cú sập nữa, nhưng mà mình thì mình kỳ vọng là có một nhịp hồi. Nhưng nếu cái nhịp hồi đấy nó không xuất hiện ở trong giai đoạn này thì chúng ta cũng cứ vui vẻ, cứ nhẹ nhàng, chúng ta stop loss và chúng ta chờ đợi thêm, và chúng ta không đoán thị trường. Thì đấy là cái quan điểm của mình, và mình có hai kịch bản như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút về các cái mã cổ phiếu. SSI đúng không? SSI ngày hôm nay, thực ra SSI cũng là một cái cổ phiếu mà tương đối là lành của dòng dòng chứng khoán, nó không hồi quá nhiều mà nó cũng không giảm quá nhiều, nhưng mà đến cái phiên ngày hôm nay chúng ta thấy là nó bán luôn về đáy cũ đúng không? Rất nhiều mã hôm nay là nó rơi ngay về đáy cũ rồi, index thì còn một cái khoảng mười mấy điểm nữa là về cái đáy 1.000, nhưng mà rất nhiều mã cổ phiếu hôm nay đã về đáy cũ rồi, và hôm nay chúng ta thấy là vốn rất là lớn và đóng cửa thấp nhất phiên. Thì cái chúng ta nên xem là nó có thủng cái đáy cũ này không, nếu mà thủng mà không kéo giật được lên ấy, mà vẫn bán đóng cửa thấp nhất phiên có vốn ấy, thì mình nghĩ là chúng ta phải cắt thôi, thấy chưa? Đó. Nhưng mà hôm nay mình thấy là đa phần rất nhiều mã nó rơi về cái đáy cũ. VND cũng vậy, VND cũng rơi về đáy cũ, cũng chưa thoát được cản chéo và rơi về đáy cũ, thậm chí là đúng rồi, rơi về cái vùng vùng đáy cũ, chưa thủng đáy cũ, loanh quanh cái vùng này. Thì chúng ta cùng quan sát xem cái phiên tới xem nó có giật ngược được lên hay không, thoát được cái cản chéo hay không. HCM, còn nếu mà tiếp tục bị bán nữa thì chúng ta chấp nhận chúng ta bán thôi, stop loss thôi. HCM cũng tương tự, cũng rơi về đáy cũ, có vol. Đó. VCI. PCI cũng chưa rơi về đáy cũ, nhưng hôm nay cũng lực bán cũng khá là mạnh và kèm vol. Hòa Phát, cổ phiếu quốc dân đúng không? Rất nhiều người kỳ vọng Hòa Phát, nhưng mà Hòa Phát bị bán khá là nhiều bởi nước ngoài. Hôm nay thì Hòa Phát cũng đã bán, có như cái giá đóng cửa ngày hôm nay cũng đã đục thủng cái đáy cũ rồi và có vol. Thế thì ở đấy thì đa phần các cái mã nó đều bị bán về loanh quanh cái đáy cũ, và cái quan trọng là liệu là nó còn giữ được hay không. Cái phiên thứ hai, cái phiên tương đối là quan trọng, mà nếu mà không giữ được, không kéo được giúp chân lên và cái lực cầu không hấp thụ được, thì mình nghĩ là sẽ tiếp tục là rơi tiếp về những cái mốc hỗ trợ sâu hơn. Và phát này, Nam Kim đúng không? Nam Kim thì chưa rơi về đáy cũ, đáy cũ nó ở đây cũng bị bán kèm vô. Cái quan trọng là chúng ta xem là nó hấp thụ như thế nào. Hoa sen cũng tương tự Nam Kim chưa về đáy cũ. Chúng ta sẽ cùng xem, chắc là nếu mà cái phiên thứ hai thì chắc là về đó với cái đà bán. Nhưng mà thông thường với cái việc mà bán sàn bán hàng loạt như hôm nay và tạo sự hoảng loạn như thế này, thì thông thường mình thấy là nó sẽ thứ hai nó sẽ thường nó sẽ có những cái điểm cân bằng. Cái phiên 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 đầu tuần thường nó sẽ có điểm cân bằng
Rồi chúng ta sẽ ngó qua một chút về bất động sản công nghiệp. Chúng ta có GVR. GVR đúng không? GVR thì nó hôm nay thì nó cũng chưa về đáy cũ, nhưng mà chúng ta thấy là lực bán vẫn chiếm ưu thế và đóng cửa thấp nhất phiên tạo sự chán nản hoảng loạn. GVR cũng tương tự. Đây có cái đáy cũ ở đây là 14.7 nhưng chưa về. Chúng ta cùng xem phản ứng với mốc đáy cũ như thế nào thôi. GVR, IDC. IDC cũng rơi về vùng đáy cũ. IDC cũng rơi về vùng đáy cũ. Đó. Tương tự khá là nhiều các mã cổ phiếu rơi về vùng đáy cũ, thì liệu là nó tạo được đáy hay không hay là nó tụt luôn, chúng ta sẽ phải quan sát tiếp, chúng ta mới ra được quyết định. GVR, IDC, PHR, HSC. PHR thì đã thủng đáy cũ rồi, ví dụ PHR thì mình nghĩ là hôm nay thì cũng có thể là bán được nhưng loanh quanh vùng này, nhưng mà với cái lực bán như này, thủng đáy cũ này thì mình nghĩ là có thể bán được. PHR, KBC. KBC, KBC thì cũng chưa thoát nổi cái cản chéo và hôm nay cũng lại tiếp tục bị bán, cũng loanh quanh vùng đáy cũ này nhưng không biết là có thủng hay không, lại quan sát tiếp cái phiên ngày hôm sau. Nên là cái việc ngày hôm nay mà nếu mà anh chị em nào mà đã bắt mấy cái phiên vừa rồi ấy, mà thấy nó không ổn thì mọi người hoàn toàn là mọi người có thể là mọi người bán luôn. Bán thì mình nghĩ là loss nó cũng chỉ khoảng tầm 5-6% gì đó, thì mà giải ngân tỷ trọng thăm dò thì mình nghĩ cũng không đáng bao nhiêu cả, bởi vì là thực ra là mình sai, không đúng cái kịch bản, cái xác suất cao mà xảy ra thì mình sẽ phải chấp nhận mình cắt. Rất là đơn giản đúng không? Chấp nhận cuộc chơi thôi. KBC này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngó qua một chút về banh. Bit hôm nay cũng tương đối là giữ giá, tương đối khỏe. Vẫn giữ được cái form này. Vẫn giữ được cái vùng này. Bit này, Vietcom. Vietcom thì cũng loanh quanh cái vùng hỗ trợ này. Banh hôm nay thì không bị giảm quá mạnh. Bit, Vietcom này, CTG. CTG hôm nay thì khá là tệ. Còn CTG thì đã quay trở lại cái trading trend rồi, nhưng cuối cùng thì hôm nay cũng bị bán sàn và có vol thì khá là tệ. MB cũng khá xấu. MB cũng khá xấu, đang test lại cái đáy cũ xem như thế nào. Đó. Banh thì có MB, có công thương, Tech đúng không ạ? Tech cũng tương tự, Tech tiếp tục bị bán. Tech khá là yếu. Khỏe trong nhịp này thì có Bit và công thương, nhưng mà chúng ta thấy là công thương khỏe nhưng mà cuối cùng hôm nay vẫn bị bán, thì Bit thì không biết thế nào, có thể là chưa bị bán. Tiếp theo chúng ta sẽ ngó về ACB. ACB thì hôm nay cũng chỉnh về loanh quanh cái ngưỡng, cũng đây cũng có một cái ngưỡng support ngắn ngắn ở đây thì cũng chưa biết thế nào, thì hy vọng là giật lên được. ACB này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngó qua một chút về bất động sản thương mại. Sell. Sell không ạ? Sell thì đây, chúng ta thấy là sell thì sau nỗ lực thoát được cái cản chéo thì hôm nay cũng sau 3 phiên thì hôm nay lại test về cái nền cũ, thì nó cũng chưa thủng cái nền cũ đâu, nhưng mà sẽ phải quan sát thêm. Nếu mà thủng thì chúng ta lại phải, nếu mà anh em là có hàng chắc là phải cắt thôi. Đây giờ cũng thấy chưa thoát được cái nền, cái cản chéo cơ. Đó, và cũng đang test về đáy cũ. Thì xem cái phiên thứ hai nó là phiên tương đối là quan trọng về góc nhìn về kỹ thuật. Sell DIG Nam Long. Nam Long sau một loạt đến doji thì hôm nay cũng đã bị bán, có vol. Vol thì gần sấp xỉ trung bình 20 phiên nhưng mà cũng chưa thủng đáy cũ, thì quan sát là cái vùng đáy cũ này xem như thế nào. Thường là chúng ta thường góc nhìn của mình là mình cũng chưa, nếu mà anh em muốn mua thì cũng chưa mua vội đâu, mà chúng ta nên đợi cái đà rơi nó chững lại và liệu nó có phục hồi hay không, nó hấp thụ được cái lượng bán ngày hôm nay, bởi vì hôm nay em thấy là cái chất sàn khá là nhiều. Đất xanh, đúng không? Đất xanh thì giá đóng cửa hôm nay là thấp hơn cả cái đáy cũ rồi, đó thì khá là xấu, thoát khỏi cái cản chéo nhưng mà cái giá đóng cửa nó lại thấp nhất phiên, khá là xấu. Nên nếu mà anh chị em, nếu mà phiên sau mà tiếp tục bị bán gặp nữa thì có hàng thì phải bán thôi. Đoạn này thì mình sẽ đợi, nếu mà muốn mua mà giao dịch ăn sóng hồi thì mình nghĩ là nên đợi, nếu mà có tạo đáy hai được thì tốt, thì hãy đợi hình thành xong thì chúng ta vào, được chưa? Còn nếu mà đã bắt rồi mà cảm thấy không theo đúng kịch bản của mình thì mình sẽ phải xử lý. Rồi. Rồi,
Ok, chúng ta sẽ cùng ngó qua xe audit. Bây giờ chúng ta sẽ ngó một chút về đầu tư công, VCG. VCG thì hôm nay cũng lại test về đáy cũ có vôn. Hầu như con nào cũng thế, test về loanh quanh vùng đáy cũ là thì liệu nó xem phản ứng vùng đáy cũ là VCG này, FCN này. Đó, FCN này, đây cũng vùng đáy cũ này. Đó. Likuji này tương tự. Thì một phiên là lấy đi toàn bộ cái nỗ lực hồi đúng không ạ? Y hệt đúng không ạ? Likuji cũng về đáy cũ. Thì quan trọng chúng ta xem phản ứng nó như thế nào. Likuji FCN C4G. C4G thì cũng có nến rút chân khá là tích cực. Đó. Bán có vol nhưng mà chạm đáy cũ thì cũng có nến rút chân lên. Đó. Rồi, chúng ta sẽ nói qua một chút về dầu khí. Dầu khí thì khá là khỏe, hôm nay vẫn bị bán. PVD bán là bán sàn đúng không? Bán sàn và dư sàn khá là nhiều thì ở đây nó cũng có cái ngưỡng support của nó ở cái vùng này khoảng 18.7. Góc nhìn của mình là nếu mà anh chị em có hàng thì phiên hôm nay là cái phiên mà nên bán. Phiên hôm nay là phiên nên bán. Còn support của nó thì vùng này, nếu mà thủng vùng này thì khá là tệ. Còn không thủng được thì có thể là giữ tiếp quan sát. Chưa kịp bán thì giữ tiếp quan sát. PVS thì thực ra PVS thì chúng ta nên quan sát cái vùng khoảng độ 20 21 này. Nếu mà nó giật lên hoặc là đợi 20 21 thì có thể cân nhắc mua nếu mà không thủng nhé. Thì mình nghĩ rằng là đây support khá là cứng và nếu mà đợi hồi lên cái vùng cản chéo này thì có thể cân nhắc bán BSR. Đó, BSR chúng ta thấy là bao nhiêu nỗ lực kéo lên một chút xíu thì hôm nay lại dập về luôn đúng không? Và cũng rơi về cái nền cũ ở đây rồi. Nền cũ ở đây thì cũng có nến rút chân lên và có kéo lên cũng chưa thủng, cũng quan sát thôi. Đó, thế thì điểm lại một loạt các cái cổ phiếu ở trong cái phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cơ bản là kể cả index hay là kể cả các cái mã cổ phiếu thì nó đều test về lại cái đáy cũ, cái đáy ngay trước đấy của nó. Thì cái phiên ngày thứ hai thì thông thường là mình thấy rằng là với cái đà bán hôm nay thì thứ hai thường nó sẽ có điểm cân bằng trở lại, và anh chị em nào mà chưa kịp bán hạ tỷ trọng nhé, thì chủ động hạ tỷ trọng. Nếu cầm quá nhiều cổ phiếu, cầm 100% cổ hoặc là full margin thì nên hạ, đấy là góc nhìn của mình, hạ chủ động. Còn tốt nhất là anh chị em nào mà ví dụ như là muốn bắt đáy hoặc là muốn test xem thị trường như thế nào thì hãy hãy xem cái cách mà đa phần các cổ phiếu nó phản ứng với cái đáy cũ của nó như thế nào, bởi vì đa phần đều rơi về đáy cũ. Nếu như đà bán nó giảm, hấp thụ được tốt đó, và dừng rơi kéo ngược lên tạo đáy hai thì mình nghĩ rằng là cái nhịp hồi của index nó sẽ bền vững hơn. Còn nếu không tiếp tục đà bán nó chiếm ưu thế và lại tiếp tục bán cái kiểu này thì mình nghĩ là nhắm mắt mà cắt thôi, được chưa? Nhắm mắt mà hạ thị trọng. Ok, thì đấy là toàn bộ cái phần chia sẻ của mình. Mà nếu mà anh chị em cảm thấy hữu ích thì đừng quên bấm nút subscribe kênh để update tình hình về thị trường, bởi vì sau phiên thì mình thường ra video luôn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.